Lời đầu tiên cho Đạt Si xin được gửi đến một lời chào đến tất cả các anh chị báo chí. Sự quay trở lại này, Đạt đồng hành cùng với một cái MV có tên là Giống Như Tình Anh. Thì MV nói về một cái câu chuyện của một cái pho tượng ở trong phòng triển lãm. Cái pho tượng này rất là thích nhìn ngắm cái bức tranh có hình cô gái trong đó, và cái pho tượng ước là cái cô gái đó sẽ xuất hiện ở đời thật. Bài hát này Đạt lấy cảm hứng từ một cô gái. Và sau đó thì Đạt cũng Đạt đã đưa vào hình ảnh đó, đưa vào trong MV, và Đạt đưa cái hình ảnh đó vào trong cả bài hát của mình. Có thể là Đạt thích cái nỗi buồn của cô gái đó, giống như cái cô gái mà trong bức tranh mà mọi người có thể thấy trong MV. Lúc nào cũng xa xăm, lúc nào cũng cảm thấy mình cô đơn, lúc nào cũng thấy mình chỉ có một mình trên cuộc đời này. Và Đạt không muốn thấy điều đó. Tại chính Đạt cũng là người rất là cô đơn nên mình hiểu được cái điều đó. Và mình muốn là nếu mà có cô đơn thì sẽ có hai người cô đơn, chứ không thể nào là một người cô đơn. Thay vì mình nói thẳng với cái người mà con gái đó là mình thích người ta, thì Đạt dành những cái ca từ đẹp đẽ nhất, những cái sở trường của mình để mình gửi đến cái người con gái đó. Đặt lưu giữ cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm đẹp ở trong cái bài hát đó. Và cũng là một cái sự truyền tải, một cái thông điệp trong cái lối tư duy của Đạt, trong cái khoảng thời gian đó mà Đạt viết ra ca khúc Giống Như Tình Anh, để gửi gắm đến mọi người. Ngày trước thì mọi người được biết đến Đạt theo một cái chàng nhạc sĩ viết nhạc tình buồn. Thì bây giờ thì Đạt lớn qua, Đạt viết tình ca thôi. Tình yêu lãng mạn nó cũng do Đạt cũng không bao giờ làm đi mất đi nội dung của bài hát. Phong cách âm nhạc hiện tại của Đạt, Đạt sẽ cho nó có giai điệu hơn, có tiết tấu hơn, chứ không phải là những cái bản piano buồn. Và Đạt không thể nào làm cho nó quá buồn được với cảm xúc của Đạt hiện tại, thì Đạt muốn từ đây về sau âm nhạc của Đạt nó có tiết tấu hơn và đa dạng hơn. Vì dù sao đi nữa thì đối với Đạt, khi mà Đạt viết á, thì đó là âm nhạc của Đạt Chi. Còn thể loại nhạc thì á, Đạt được phép tìm hiểu Đạt là ai, làm được những gì. Thật ra theo Đạt được biết á, mọi người yêu Đạt á, là tại vì Đạt cho họ thấy được họ ở trong đó. Thì cảm xúc của Đạt, nếu mà Đạt chỉ mong là mọi người sẽ luôn ở lại cạnh Đạt. Vì á, cái điều mà Đạt bút xuống, Đạt viết ra và Đạt gửi gắm đến mọi người á, đó là suy nghĩ của Đạt, là cảm xúc của Đạt, Đạt muốn truyền tải đến mọi người. Thì Vì Đạt có viết cái gì đi nữa thì đó cũng là cái cảm xúc của Đạt, Đạt gửi đến mọi người. Em sẽ không có cô đơn, và đừng bao giờ nghĩ mình cô đơn. Tại vì dù có thế nào thì anh luôn sẵn sàng ở bên cạnh em, bất cứ ở đâu, làm như thế nào được. Đã mong là mọi người sẽ tìm thấy tình yêu của mình ở trong cái bài hát này, và để mọi người biết được là mình yêu người ta đến như thế nào. Tại vì thật ra trong ca khúc lần này Đạt viết á, hầu như là không phải gọi là bất chấp, mà để gọi là bất chấp yêu, mà phải gọi là bất chấp bảo vệ. Nên Đạt hy vọng là mọi người sẽ nghe nó, để mọi người tìm thấy mọi người ở trong đó, để xem chúng ta đã bản lĩnh đến cỡ nào để hy sinh và bảo vệ cái tình yêu của mình. Cái thông điệp đó về cá nhân của Đạt á, thì các bạn xem nó như là một lời tỏ tình cũng được đi. Nhưng mà đối với Đạt á, thì để truyền tải được cái thông điệp này rộng hơn á, là các bạn có thể dùng cái bài hát này để có thể thổ lộ tình yêu với cái người mình thương nè. Có thể dùng nó trong những cái dịp kỷ niệm quan trọng, dùng trong những ngày đám cưới của mình, và cũng có thể là dành cho tỏ tình luôn. Các bạn có thể làm đi. Tại vì
Giống như anh lần này mà đặt viết là mang hơi hướng tích cực yêu đời của hai người yêu nhau và bảo vệ cho nhau là cái điều mà Đạt muốn truyền tải trong cái bài hát lần này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Đạt chia sẻ từ nãy giờ, và cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, luôn yêu thương Đạt, và cũng nhớ ủng hộ luôn cho Giống Như Tình Anh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.